Đây là một sản phẩm sóng cái nước. Cái này đi nhiệt bao nhiêu à? Chỉ đi khoảng 55 thôi. Thì nhờ vừa hoàn thiện xong này. Đấy, khi làm xong này. Mà lấy lược chảy mạnh tay không sợ đâu. Cần chụp đi gửi chị. Máy chị hết dung lượng rồi. Khi mình mềm hóa chuẩn đấy, nó sẽ như này. Được cái gì của anh đâu nhỉ? Của anh được cái gì hả? Đây là một sản phẩm sóng nước mình vừa làm xong nhá. Đấy, chỉ mẫu rất là xinh này.